rộng, nó không rộng. Nhưng mà hiện tại bây giờ chủ yếu nó sẽ thực hiện trong các cái yếu tố liên quan đến hàng mẫu, và là một số những thứ mà bắt đầu làm tê, làm tê cái đường hấp này. Thì về cái đại phương thuốc tê thì thông thường ví dụ trong một số trường hợp là thăm mình, một số trường hợp là thăm tiêu mài, thăm môi, làm cái tattoo ha, thì ta sẽ sử dụng thuốc tê. Và trong những trường hợp là bắn ra le, bắn ra le trên một số trường hợp, một số bộ phận thì ta sẽ qua một số loại thuốc tê để ta sử dụng. Và trong trường hợp sử dụng phổ biến của cái thuốc tê này là có nha khoa trong các trường hợp mà để nhổ răng, thì thông thường người ta sẽ nhổ răng không đau. Cái giai đoạn đau nhất và ám ảnh tuổi thơ của nhiều người là gì? Chích thuốc tê. Nhổ răng thì không đau nhưng mà chích thuốc tê cực kỳ đau. Từ đó là mình gặp rất là nhiều cái nỗi ám ảnh, mà rất là nhiều cái bé nó sợ, nó sợ chích thuốc tê. Và về định nghĩa thuốc tê, thuốc tê là một thuốc làm giảm hoặc biến mất tạm thời, giảm hoặc biến mất tạm thời các kích thích, các cái dẫn truyền của các hệ thần kinh, nhưng mà không làm mất kích thích. Đây là sự khác biệt giữa thuốc tê và thuốc mê. Với thuốc tê, khi mình chích thuốc tê thì mình vẫn còn được ý thức, tức nghĩa là vẫn còn biết được những gì diễn ra xung quanh mình. Thì mình nói hồi bữa trước ở cái bài trọng sinh của đường trầm não, mình nói là những tín hiệu dẫn truyền trong thần kinh nó sẽ nhờ vào hai hệ thống. Thứ nhất là hệ thống điện thế đóng mở các kênh trong. Thứ hai là thông qua các trung gian dẫn truyền thần kinh. Thì về bản chất của các loại thuốc tê này, nó ức chế sự dẫn truyền các hệ thần kinh thông qua một cái cơ chế là ức chế kênh rạch huyệt, bích lại cái kênh rạch huyệt. Đó là cơ chế của những cái loại thuốc tê hiện tại bây giờ còn sử dụng. Và như vậy thì ở đây mình sẽ có tác nhân cao. Đây là cái sơ đồ chương trình của các cái cụ thể của chất cao. Cảm giác cao thì nguyên nhân của cái cảm giác cụ thể ở dựng cho những cái cảm giác đau ở ngoài ngoại biên thì nó sẽ tác động lên những cái cụ thể đau. Thì như vậy thì mình sẽ có cái nhóm thuốc đầu tiên để sử dụng trong giảm đau là gì? Sơ đồ giảm đau từ thấp tới cao. Thuốc sử dụng đầu tiên là gì? Paracetamol hoặc NSAID. NSAID có gì? Aspirin, ibuprofen, meloxicam, diclofenac, loại thuốc cùng luôn vậy rồi. Trong trường hợp nếu mà giảm đau không được nữa thì thay cái gì? Paracetamol cộng với lại, hoặc là NSAID cộng với lại codeine hoặc là dextromethorphan. Đó là giảm đau dòng 2. Tới giảm đau dòng 3 là sử dụng morphine và những chất morphine. Đó là hai giảm đau. Nhưng mà phải có những cái trường hợp giảm đau uống cái morphine không áp tê. Uống morphine không áp tê. Ví dụ như có nhiều người, người ta đau không có một cái tổn thương thực thể đâu. Đau không có tổn thương thực thể đâu. Người ta gọi là do những cái đau mà do cái yếu tố thần kinh. Người ta suy nghĩ người ta đau. Người ta suy nghĩ người ta đau thì người ta làm sao? Cho nên chính như vậy mà sẽ có một cái nhóm thuốc chống đau não hoặc những cái thuốc mà để điều trị động kinh, người ta sẽ chỉ định trong những cái dạng nào. Và ngoài ra mình sẽ có những cái thuốc gây tê. Bản thân của những thuốc gây tê này nó là một cái thuốc giảm đau nhanh, giảm đau cực nhanh, và bởi vì sao nó tác động đến cái sự dẫn truyền của mình. Cho nên về mặt bản chất cái thuốc này nó sẽ tác động giảm đau mạnh hơn là những cái thuốc NSAID, mạnh hơn là paracetamol. Và đó, trong một số trường hợp thì người ta vẫn có thể sử dụng những cái thuốc gọi là thuốc mê ức chế toàn bộ cho não, thì đó là thuốc giảm đau mạnh hơn là paracetamol. Đó là những loại thuốc mê, tí nữa mình sẽ vô cho thuốc mê đó. Thì tóm lại, thuốc tê và thuốc mê, bản chất của nó là những cái thuốc mà chèn cái sự dẫn truyền thần kinh, và bản chất của nó là những thuốc giảm đau cực mạnh. Người ta có thể sử dụng trong những trường hợp mà người ta cần thiết giảm đau phục vụ chẳng hạn, hoặc là trong những trường hợp mà bị động kinh. Động kinh mình nói rồi, chỉ 85% bệnh nhân đáp ứng với 3 của thần kinh, 15% còn lại nó không đáp ứng. Thì trong trường hợp đó, người ta bắt buộc phải sử dụng những cái thuốc và gây mê và người chích để điều trị giảm cơ động kinh cho những người đó. Trên cái thuốc mê giảm chích
ta vẫn có thể ứng dụng cho những cái thị trường khác, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Cho nên nếu mà nhìn xuyên thấu ở đây toàn bộ những vấn đề này thì thuốc mê và thuốc tê có thể là những cái thuốc giảm đau thần kinh cực mạnh, mạnh hơn là một phim nữa, một phim này tí dần rồi. Rồi thì mình sẽ có tác động lên cái bộ não và đầu thị. Thì ở đây mình sẽ có, mình nói rồi, nó sẽ có một cái dạng nào mà không có bất cứ cái tổn thương thực thể nào đó, do tự bản thân người đó cảm nhận. Và nhớ cái chuyện là cái cụ thể mà tác nhân đau đó mỗi người là khác nhau, mỗi người mặc vào khác nhau. Uống lúc này người này hết đau, uống lúc này người này không hết đau. Bởi vì sao? Mỗi người có một cái ngưỡng chịu được đau do cái này quy định hết, do cái đầu quy định hết, cái não mình nghĩ có thể quy định chuyện đó, và cái khả năng đáp ứng với thuốc mỗi người cũng khác nhau. Và là trong những trường hợp, có nhiều trường hợp người ta đau rất là nhẹ nhưng mà người ta gặp một cái sang chấn về tâm lý, ví dụ như vừa bị đụng xe xong trước đó bị bồ đá thì cái đau sẽ đau hơn rất nhiều, phải không? Đúng không? Đôi lúc những cái thuốc giảm đau đó người ta cần phải sử dụng những cái gì là thuốc để ép thật cho những cái gì đó. Và là có nhiều người không còn cái cao gì nữa, là những người gì? Tử bị đau. Những người ôm ở Iran, Iraq ôm vô không nghĩ tới cái chết. Một số người tử bị đau như vật tự tích, vật đứt chẳng hạn, tự tiêm thẳng lửa phát thiếu. Thế khi đó nó tử bị đau, nó không còn cái cảm giác nào. Rồi, thì cái thuốc tê này mình sẽ sử dụng trong trường hợp sinh tiết ra, sinh đẻ không cao. Sinh đẻ không cao thì trong trường hợp sinh đẻ không cao mà nếu muốn sử dụng thuốc tê thì phải là đẻ có chương trình. Đẻ có chương trình có nghĩa là đẻ gì? Phải định ngày tháng đẻ, định ngày tháng đẻ hay chi? Bởi vì khi mà muốn gây tê sinh đẻ không cao thì phải tiêm bằng phương pháp gây tê sống sống và phải bắt bệnh nhân nằm nghiêng vào bên đó chích tê vô. Cho nên không áp dụng được trong trường hợp mổ cấp cứu, sinh mổ và cấp cứu. Cho nên tất cả những trường hợp nào mà không có dự trù sinh đẻ không đau mà khi mà đứa bé ra đời không được thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ được cái chuyện là gì? Gây mê. Toàn bộ những cái sinh đẻ không đau thông thường mổ cấp cứu là phải sử dụng cái phương pháp là gây mê. Còn gây tê chỉ áp dụng được trong trường hợp đẻ theo chương trình. Rồi, phẫu thuật cắt chi của đường mắt và các cái phẫu thuật liên quan đến tiêu hóa. Ưu điểm của thuốc tê so với thuốc mê là nó sẽ tránh được các dịch vụ kéo dài thời gian đau lại tiêu hóa và duy trì cái tiêu hóa. Có lúc có những cái phẫu thuật mà mình bắt buộc phải cần phải duy trì cái tiêu hóa. Và các phương pháp gây tê, phương pháp gây tê thì cần thiết cái việc cần thiết điều trị về đầu tiên thì nó sẽ có gây tê khu vực, thì nó có gây tê chuyển tóc. Tuy nhiên tóc thì thông thường thì nó sẽ tiêm hàng hợp thì có thể chỉ định những cái trường hợp và nó sẽ giảm đau toàn bộ xương dưới này. Và cái đây là phương pháp mà áp dụng cho trường hợp bệnh nhân đau. Gây tê là bằng chứng của gây tê không với thần kinh. Ngoài ra mình sẽ có phương pháp gây tê tại chỗ. Gây tê tại chỗ mình sẽ có gây tê bằng tim, gây tê nha khoa và gây tê trong nha khoa để người ta sử dụng. Thì ngoài ra gây tê tại chỗ mình cũng sẽ có những cái kiểu gây tê về mặt bôi ngoài để gây tê. Ví dụ như mình lo trước khi người ta tâm mình chẳng hạn, người ta sẽ bôi cái lưu cái gì quả trên cái lưng để mất đi cảm giác cao, sau đó 30 phút thì mới có thể làm được. Và làm tâm môi chẳng hạn, tâm môi trong cái này người ta phải bôi những cái loại gì đó. Còn đây mình sẽ nói những cái loại cái tê tại chỗ, mình nói những cái loại thịt, những cái loại thuốc thịt, những cái loại thuốc thịt mình sẽ có các bạn chẳng hạn thịt vô để giảm đau. Thì cái đó sẽ có sử dụng thuốc tê cộng với cái nhiệt độ rất là lạnh để cho làm cái vết thương nó không thể nào và nó không sưng và người ta vận động viên phục hồi sẽ chạy được. Và đang có những cái thuốc tê mà cái dạng thịt dùng để tăng cái dạng ống thịt rất giống như là những cái thuốc mà để điều trị hen suyễn, để chi? Để sử dụng cho những cái người nào mà bị sơ bê mà để dùng quá liều lượng vào một cái thuốc, người ta sử dụng một cái liều cái gì để trong trường hợp này chống lại tình trạng của cổ tiên tiết của những người bị sơ bê và bệnh mẹ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giảng mà chị chưa có mở đó coi. Hỏi qua giảng mà chị không biết hôm nay đó hết. Tại cái này của dược lý 2 mà tại nào vậy ha? Có cái bóp dược lý 2 cái gì vậy? Cuốn này nè. Mình sẽ làm bài mới chứ không? À, cuốn 1 còn mấy cái vitamin rồi chứ không? Nhưng cuốn này là cuốn 1 thì sao? Cuốn 1 đâu có vitamin đâu vậy. Cuốn này cuốn này vitamin. Cuốn 1 có khách hào là được rồi. Rồi, thì cái thuốc gây tê đầu tiên người ta sử dụng là thuốc cocaine. Cocaine là một trong những cái thuốc gây tê đầu tiên người ta sử dụng, và cái thuốc này nó gây tình trạng tăng quá dễ chịu, cho nên gây cái tình trạng là dễ chịu thuốc. Cho nên hiện tại bây giờ người ta sử dụng cái từ cocaine như là cái từ để chỉ cho cái những cái thuốc gây nghiện, những cái thuốc gây nghiện, ví dụ như cái lá trong cái lá coca nó sẽ có cái hàm lượng cocaine nhất định trong đó. Thì đã có một thời là ở Việt Nam mình trồng rất là nhiều cái cây coca để làm cây cảnh. Dù như dọc cái đường mà vào sân bay nhất á, người ta khách nước ngoài tới nó rất là ngạc nhiên. Bởi vì sao ở Việt Nam người ta lại cho phép trồng cái cây coca, một cái loại thuốc phiện mà tự do như vậy. Sau đó người ta không biết, sau đó người ta mới dẹp bỏ, bởi vì người ta rất là cái thói quen trồng cái cây coca để làm cảnh rất là nhiều. Thì cái coca này, cái đây là cái cocaine, thì nó bắt nguồn cho cái công ty Coca-Cola. Mình rút nghe cái đề bài rồi gì? Tại sao cái hãng nó gắn liền với cái hãng Coca-Cola? Bởi vì sao? Ông chủ của cái hãng Coca-Cola này ông vô bệnh viện, ông nằm. Ông vô bệnh viện nằm, sau đó ông được uống một cái loại thuốc rất là ngon, nó có chứa cocaine trong này. Để chữa cái gì? Chữa cái gì? Chữa ho. Bởi vì cái cocaine này nó có, trước đây nó có một cái thành phần thuốc nước ngọt cocio để chi chữa, làm cái giảm đau cái vùng hầu này, để chi để giảm ho. Và sau khi uống cái nước đó thì cảm giác rất ngon. Cho chính như vậy, ra ngoài sau khi xuất viện xong, ông mới lấy cái nước này ông bào chế lại thành cái dạng nước uống, nhưng mà giảm tỷ lệ cocaine. Thì ngay lập tức ra đời nên thương hiệu Coca-Cola. Trên khởi nguồn của Coca-Cola là bắt nguồn từ dược phẩm, sau đó mới chuyển thành cái dạng nước để khác khó khăn. Sau đó hiện tại bây giờ Coca-Cola thì hoàn toàn không có cocaine mà bắt được, nhưng mà khởi nguồn của nó là đi từ đây. Chính vì vậy nè, dược phẩm đó là một cái sự chuyển định vị thành lại sản phẩm, một cái sản phẩm từ là thuốc khi bệnh mới uống chuyển thành một cái loại thuốc giải khát này, một cái loại nước giải khát hàng ngày, cái nào lên số lớn. Trên đó là cái nước người ta đi, thì chẳng hạn người ta thấy aspirin thế này. Aspirin nếu mà sử dụng cho cái chị đình giảm hạ sốt kháng viêm, em một bệnh nhân xài một đợt 7 ngày xài 3 viên, 21 viên đó, chuyển qua thành cái dạng aspirin phòng ngừa huyết khối, phòng ngừa huyết khối 81 mg, ai cũng xài hết 365 ngày, là đủ 365 ngày, chúng ta lại sống nhiều hơn. Nhưng cái trong cái quan điểm kinh tế thì cái đó người ta gọi là định vị lại sản phẩm. Định vị lại sản phẩm. Ví dụ như trường hợp, ví dụ tí nữa mình sẽ gặp một trường hợp vitamin B3, B. Nếu mà chỉ cho dùng cho cái chỉ định, chỉ dùng cái chỉ định là bổ sung vitamin B hết thì nó sẽ rất là ít lại. Nhưng mà nếu mình chuyển qua sử dụng làm trắng da thì nó tức chỉ số tăng lên là rất là ít. Vì sao? Mỗi một cái người ta có định vị sản phẩm khác nhau. Đó là đứng về sản phẩm khác nhau. Và Coca-Cola nó cũng bắt nguồn từ cái thuốc này, từ cocaine. Cocaine hiện nay thì tất cả các nước được cấm trồng. Ở Anh thì mình đọc báo rất là nhiều đó, trường hợp người ta trồng hay người ta cần cái ánh sáng, cái nhiệt rất là lớn để giữ cái cây, cho cái cây nó quan hệ, nó phát triển nhanh. Thì cái đó người ta sử dụng như là một loại thuốc để một cái lá coca thì điểm ngay, giống như là nhai thuốc lá vậy đó. Thuốc lá thì có nhiều loại nhai, loại dấn để hút, nhưng mà cái loại nhai thì rất phổ biến ở nước ngoài. Chúng quý vị có thấy những cái loại thuốc lê mà để chủ yếu để nhai thôi. Thì Coca-Cola của hiện tại thì trồng cái lá cũng yếu là để nhai. Và đây là cấu trúc của cocaine. Thì cocaine nó có cấu trúc là methylethylacetylene, cái cấu trúc của nó rất là phức tạp. Nhưng mà người ta phân tích vô lại thì người ta thấy cấu trúc phức tạp như vậy có thực sự là cần thiết không? Người ta phân tích vô thì người ta thấy cái nhóm đầu tiên, cái nhóm cặp fosinopril này không ảnh hưởng rất nhiều khi tay lên thì biết cũng được, không quan trọng. Tiếp theo cũng thấy cái nhóm amin là cái phần thân nước trong phân tử rất quan trọng. Bữa trước mình nói rồi, một thuốc mà có muốn chiến thắng qua
từ cái màng tế bào có tính chất gì? Thân dầu và thân nước sau này có tính chất lưỡng tính thì mới có thể xuyên thấm qua được cái màng tế bào sống được. Ngoại trừ những trường hợp mà đó là những cái cơ chất tham gia thành phần của tế bào nó có những cái cơ đi ông vận chuyển đặc biệt, ví dụ như mình tiêu hóa các chất amin, cái phân tử rất là lớn là mình vẫn không có thể hấp thu được. Thì cái nhóm này là một phần nước rất quan trọng. Cái nhóm này nó gây pin là một phần thân dầu phân tử trên rất là quan trọng. Còn tiếp theo là sao? Nhân công an không cần thiết. Thì tóm lại là gì? Nói lại là cái cấu trúc này nó chỉ cần có hai vị trí thôi. Thứ nhất là phần thân nước, thứ hai là phần thân dầu nối với nhau bởi một cái trung gian. Đó là một cái phần của những loại thuốc tê sau này. Một đầu thân dầu gắn đầu nước qua một cái trung gian. Những cái nhân công an này mà còn không cần thiết nữa thì này. Cái từ cái công thức này người ta mới tổng hợp ra những cái thuốc gây tê tổng hợp chỉ gồm ba phần thôi, phần thân dầu, phần nước và những cái phần thân dầu này có thể là kim thơm, có thể là dị dầu, phần thân nước này có thể là amin bột bột hai ba và dị dầu, còn cái chủ thuốc gen này có thể là gây tê ép tê bột nhất. Cái nào gần nhất? Gần nhất thứ hai là ép tê là dễ luôn rồi. Rồi, thì chính vậy đây là cấu trúc của một cái thuốc mà gây tê tổng hợp đầu tiên được sử dụng là Rotin. Thì Rotin đây là một cái cấu trúc điển hình dựa vào cái phân tích sạc khi nãy, cái phần của kho của cái Rotin là nó thiết kế ra được những cái thuốc mà sử dụng trong cái tác phẩm gây tê tổng hợp và cấu trúc nó đơn giản hơn rất là nhiều so với lại Rotin. Thì mình sẽ thấy là cái phần, đây là cái phần thân thân dầu. Thì phần thân dầu nó có thể nhân hơn một vị dầu ảnh hưởng trực tiếp tính thấm vào cái phần trên. Bởi vì muốn tác động thuốc tê nó tác động thì nó thấm qua cái màng tế bào để thấm xuyên thấu cái trong và ức chế cái kênh ra đi từ bên trong, cho tính thân dầu rất quan trọng và nó tăng cường độ tăng cái loại tê đi kết với cụ thể phân phối do cái cụ thể nằm bên trong của kênh này, nằm bên trong tế bào ức chế cái kênh này. Mình có thể cấu trúc nó có thể là sinh thân một dị dầu. Còn cái phần thân nước này có thể là đi bằng một phần hai phần ba rồi dị dầu mặt bốn thì không còn cái đầu ta thuốc. Đối với những thuốc mà điều gây tê mà quá trong nước thì có thể điều trị của nó rất là nhẹ, bởi vì rất là rồi. Ngoài ra mình sẽ có chủ trung gian, chủ trung gian đây mình sẽ có là ete và amin và nó sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa và tính cho nên là thuốc. Thì mình sẽ thấy là ete rất là dễ bị phân loại gen bởi acetylcholine ester hoặc cái này acetylcholine nó là một vui của giảm của vị rồi, phải không? Thuốc này nó liên quan tới cái thuốc chế là thuốc Clinetra, nó liên quan tới cái gọi là bệnh lý Alzheimer, bất trí nhớ nhạc chế đấy cũng dạng và cái tác dụng rất là ngắn. Cái amin khó phân hủy là sự cơ mơ và cái khó phân hủy nhất là tay thang. Cho chính vì vậy chúng ta mới tổng hợp rất nhiều thuốc và tiêu chuẩn của một trong những thuốc gây tê tốt cũng bị chậm chạp và cái phân loại nó nguồn gốc chúng ta cũng phân loại nguồn gốc thiên nhiên và tổng hợp thiên nhiên nó không yên nhưng mà hiện tại chúng ta không thể trong học được và nó giữ được từng chút đi tê tổng hợp và theo cấu trúc khoa học chúng ta phân được đến chất ET, ST và amin và theo đường dùng thì nó phân loại theo đi tê bề mặt đi tê tiêu nhắm tại chỗ để tìm một con bé tùy theo trường hợp của ta để phân loại ra. Thì đây là cấu trúc dẫn chất của ET, cấu trúc dẫn chất của ET thì mình có cái quy của phai và mình có cái rafocain là hai cái thuốc có cấu trúc của ET và đây là cái phần thân dầu, đây là phần nước, đây là phần thân dầu, đây là phần thân nước. Và phẩm chất của ET, xin lỗi về chất của ET, ET thì mình có cái amylocain, đây là phần thân dầu, phần nước của mình không có. Rocain, đây là phần thân dầu và đây là phần Tenzocain, đây là phần thân dầu, không có phần nước. Tetracain, đây là phần thân dầu, đây là phần nước. Thì cái tenzocain và tetracain này thông thường ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong các cái loại thuốc những ngậm mà để sử dụng trong tác động gây tê. Cho nên sẽ có cái tetracain và tenzocain ta sử dụng trong rất là nhiều trong những viên ngậm như là cái tiloprat gọi là như là cái viên gọi là cái doripin tác động gây kháng sinh bỏ vô đó. Rồi cái dẫn chất của amin. Dẫn chất của amin thì mình sẽ có cái clorocain, mình có cái doxazin, mình có cái butadiene và mình có cái nitazin. Thì về cấu trúc của nó mình nhìn thấy ở đây những cái hầu như là cái phần clorocain nó sẽ có những cái biệt rồi những cái biệt vậy. Hai sáu nitazin.
cho nên không thường thì hiện tại thì đó là ta lúc này có thể tập đó. Hiện tại chúng ta đã và ra đây cấu trúc của protein, đây là một biểu đề protein nó có cái gì có cái gì endothelium nó có cái gì ba ra cấu trúc gì vậy? Cái dòng này là bên này gọi là cái gì? Quen cái gì? Xuân huyết. Đây là cấu trúc của paraamylobanh huyết là gì? Tòa A. Trên khi mà sử dụng cái bột kia, sẽ đem cho cái yên quý là không sử dụng chung những giống kháng sinh xuân huyết. Và bởi vì nó có cấu trúc tòa A, nó sẽ thành trong, như vậy nó không đủ là tạo thành tòa A, nó sẽ thành trong. Trên cái cấu trúc này thì có cái nên cho cái yên và cái bột kia là có cái tòa A. Rồi, thì cơ chế tác động của nó thì lúc trước tôi nói rồi, cái cơ chế là có hai cơ chế, một số nước T thì nó chỉ có cái hiện tượng là chèn cái cơ natri từ bên trong. Thì chèn cái cơ natri bên trong thì thông thường chỉ có hai dạng, một cái dạng sẽ thấm vào bên trong và bắt đầu từ bên trong, hoặc một cái dạng nó sẽ thấm từ trong này nó thấm qua cấu trúc này. Thì đối với hầu hết các nước T nó phải có bắt đầu phải thấm qua được cái này để vào từ bên trong thì mới bắt đầu. Thì ở đây mình sẽ có cái thuốc nó sẽ tác động ức chế là phụ thuộc ra lên ở bên trong, ức chế từ bên trong chứ không có ức chế từ bên ngoài. Có một số thuốc sẽ tác động từ bên ngoài nhưng mà thuốc tê nó phải tác động từ bên trong. Thì đối với thuốc mà ức chế natri từ bên trong tế bào có thuốc chứa thuốc tê. Thứ hai là thuốc điều trị loạn nhịp tim thuộc nhóm 1 thầy thương vậy rồi đó, thuốc gì rất nhiều thuốc thuộc nhóm này. Ngoài ra một số thuốc điều trị động kinh cũng thuộc nhóm này, có nhớ không? Thuốc gì? Động kinh. Người thuốc thuộc nhóm này. Trên cái kiểu mà dạng cái natri cũng được rất là nhiều, đặc biệt là trong điều trị loạn nhịp tim. Thì mình sẽ có các chi như quinidin, có cái là rocainamide, có lidocaine, có cái nitroglycerin, vừa là thuốc điều trị động kinh, vừa là thuốc điều trị loạn nhịp. Rồi mình sẽ có cái tocamid, những thuốc này là một cái nhóm 1 này, cái nhóm 1 này thì không được những cái nhóm 1 này nó là một cái thuốc mà trẻ cơ ra khi dùng tổng kể cả cái độ hay không nó cũng là thuốc cơ chế theo cơ chế là trẻ cái độ hay không thì ngoài ra nó còn một thuốc để tổng kể thì các thuốc không được các thuốc thì nó là cái cơ chế là nó thấm qua đây và tác động từ phía trong và nó sẽ ức chế dẫn truyền từ thần kinh sang thần kinh và như vậy cái tín hiệu sẽ bị chèn lại và không có truyền về trung ương, không có truyền về cái tủy sống và như vậy chất lượng cao nó sẽ những cái cảm giác nó bị nhẹ và chỉ là trong rất là nhiều trường hợp trong y khoa thì phòng đau nha khoa mà là chúng ta còn sử dụng trong trường hợp là giảm ho thì những cái ghi nhận là giảm ho là một chút bột và các dụng cụ của lúc này thì có thể gây tổn dưỡng thì là cũng dùng những thuốc giải bao để điều trị. Và trong trường hợp tử sốc phản vệ chủ yếu là những cái loại thuốc mà thuộc nhóm amid, những thuốc tê thuộc nhóm amid thì nó sẽ gây ra cái tử sốc phản vệ cho nhiều người, người ta tiêm thuốc tê người ta bị tử vong là do tử sốc phản vệ này thì người ta sẽ chuyển biến là adrenaline hoặc là hoặc tiêm trong trường hợp sốc phản vệ. Trong trường hợp dị ứng ngoài thuốc giải bao thì còn chỉ được cộng với kết hợp các thuốc tiêm một trong hợp ngoại tử là chủ yếu điều trị tim và ngoài ra nhiễm trùng có thể tăng cái tình trạng nhiễm trùng lên bởi vì trong mình có hai thuốc là có cái pha ba rất là nhiều protein và cái bentonin về chống chỉ định là những người có loạn nhịp tim thì dẫn truyền protein thì có thể là những người loạn nhịp tim bởi vì đôi lúc có thể làm có thể dẫn đến tình trạng là bị chặn nhịp. Một số thuốc gây tê vô dụng mình sẽ có cái protein. Đôi khi đây là thuốc rất là thông dụng và mình sử dụng thử điều chế của nó rất là đơn giản một từ một phần ứng là có thể tổng hợp cái hồ kim nghĩa là cấu trúc của thuốc của tòa thì về định tính là sử dụng IA và người ta sử dụng các lượng tòa mạng định lượng chúng ta sẽ định lượng cái nhóm amin bậc nhất là cái phần ứng điều liên quan rồi nhược điểm thì cái bộ kim này nó làm giảm mạch và có cấu trúc amin có bậc nhất trong dị ứng và có cấu trúc tòa mạng đối kháng với đặc thù kháng khuẩn và nó sẽ bị phân hủy thì tạo ra ai trong cái thức này nếu mà trong người phân hủy nó sẽ tạo ra ai rất mạnh.
và chỉ định của nó là nó không bao giờ xuyên thành bôi, không bao giờ ngậm, không bao giờ có duy nhận nó chứa đồ kim, không bao giờ hút bôi nó chứa đồ kim, bởi vì nó sẽ mất mạng rất là nhanh. Trên chủ yếu là chúng tôi biết rằng ta gây tê tiêm một cây tê chỉ tống mà không thể sử dụng cái đồ kim thôi, không bao giờ sử dụng cây tê để mặt. Và tác dụng phụ có thể gây dưỡng da, giảm giá, có tiêm da, và người ta sẽ cấm chỉ định không có dụng chung với chủ yếu. Lidocaine, lidocaine thì đây là cấu trúc của lidocaine, công thức của nó, bản chất của nó là huyết tê, và đồng thời nó cũng sử dụng như là nhóm thuốc điều trị loạn nhịp tim nhóm một. Lidocaine thì đặc biệt chậm để ta điều trị loạn nhịp, và ra người ta còn sử dụng cái đường phun thịt để điều trị hen suyễn và nhạy phụ thuộc vào cơ chế, người ta sử dụng cái đường thịt. Thì lidocaine này người ta sẽ cho cấu trúc của nó, ở đây nó có hai nhóm này thì nó sẽ chặn đỡ những không gian chặn cái đường nhóm ăn biết thể rất là bền, do ngoài ra cái nhóm ăn biết phải không nhóm ăn biết bền, thứ hai là trong chặn cái không gian những cái enzyme, một số enzyme nó không có tác động, cho nó sẽ dẫn tới thuốc lidocaine thì rất là bền, có thể sử dụng bôi vậy nè. Vậy hữu linh khí người ta sẽ chuyển hai sáu viên tinh đi, trong cái nhóm ăn biết thể có ba cái thuốc có cấu trúc tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển viên tinh đi. Về đường đó là cái đường môi trường khe, môi trường khe thì đường nhóm nào vậy? một hai không được lượng ra tiền theo nhóm này đâu, được lượng nhóm này thôi, nhóm ngoài á. Rồi thì cái lidocaine nó sẽ bị phân tử rất nhanh, còn lại nó sẽ bị tác động tạo ra một số cái chất tác động, và trong diện là những người suy tim cấp không kèm loạn nhịp không tạo suy tim cấp mà không có loạn nhịp không chống chỉ định được và suy nghe thì cơ nặng không tạo. Và đây nó có những cái nhóm thuốc nữa là thuốc của dinamic, và dinamic các bạn cũng chưa có cái gì rồi. Người giãn rồi gì, thuốc loạn nhịp. Chưa hợp. Chưa dài. Lịch đã có rồi, chưa hay chưa dài của nào luôn hả? Không có dài của anh, tôi sẽ không tập. Thì thay thay cái giãn về cái nhóm thuốc loạn nhịp tim. Thì mình sẽ có cái bộ kim thẩm mít này, bản chất của nó cũng là có cái nhóm chiếc thẩm mít ở đây, đồng thời nó cũng có cái nhóm chiếc thẩm mít không vừa, cái nhóm này chúng ta sử dụng vào tương tính là thì sở khi dân thuyền hóa cho nó có nhóm chiếc nhóm này nhưng mà nó chết. Và là cái đưa cái kim thẩm mít tác động là để điều trị loạn nhịp chúng ta phải sử dụng bằng điều kiên truyền. Cái bộ kim thẩm mít này người ta có thể sử dụng bằng điều uống để điều trị loạn nhịp. Bulbacin thì đây cấu trúc bulbacin thì nó cũng sẽ tương tự như lidocaine, và chúng ta có thể có ứng do là chuyển linh tiết cũng tương tự bởi vì nó có cái cấu trúc này. Ta thử thiết là kiểm 26 viên tinh hoa liền sử lượng ra sẽ sử dụng phát axit ba và đo như thế thế nào, axit ba và thế nào, một không hai nên nhớ là cái nhóm amid đã có đạt amid quá rồi thì cái tính ba lần nó rất là kém, chứ không thể lượng được sau nên phải lượng được cái nhóm ngoài này thôi. Và trên tác dụng thì nó sẽ trở nên chậm như tê lo thì độ mạnh như tê dụng thì tê dụng sau tính thì gây loạn thì tính mạnh nên chú ý như là loạn thì tê dụng tê nó rất là mạnh. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ là cái thuốc tê thuốc mê qua đà rồi qua đà rồi qua đà qua đà đấy
trường hợp đó bị da còn vết thương bị hoại tử. Trên cái chuyện có cái chuyện mà thực hiện là cạo bỏ đó tới xương trong thì bạn cũng cạo quý vị mô tả bằng nào đâu cho làm gì đó cho hữu độ phân tán tư tưởng bằng cách là cảnh cờ, nhưng mà không phải người nào cũng làm được gì đó. Và chưa kể những đại ẩu, quý vị cho uống rượu, quý vị cho trói tay chân lại và quý vị đụng đau vô cái bệnh nhân tận tử. Bởi vì sao? Uống rượu cơ mà đã không giảm hoàn toàn nên không hay đau rồi. Tại vì quý vị giờ lúc nào có một cái lực chẹn lại đó. Trong trường hợp mà để mở ổ bụng thì cơ mà đã không giảm hoàn toàn thì khi đó đường giao sẽ được. Không có không cần thì đau chảy máu thì không đỡ được. Như vậy nó sẽ dẫn tới sau đó có những loại thuốc an thần gây ngủ giống như một viên ra đời. Mà trước đó nữa thì những cái thời kỳ mà ở châu Âu mổ người ta sử dụng một cái biện pháp gì đó để mổ phân biệt, nó sử dụng cái kỹ thuật phân biệt để người ta đưa bệnh nhân vào cái bụng sớm là được cái bụng. Trên chính vậy mà bao giờ kế bên ông thợ mổ cũng có ông thợ thợ viên. Trên bây giờ hiện tại giờ kế bên ông thợ mổ sẽ có một ông thợ gọi là gây mê hồi sức. Ta kế bên ông thợ mổ có ông thợ viên hồi sức. Trên hai cái cặp đó được kết hợp với nhau. Và thực tế thì gây mê hồi sức sẽ không ít khi nào gây ra tai nạn nặng nề. Bởi vì sao? Cái đó gọi là nếu mà những người nào mà tuân theo FOV, tuân theo cái kỷ luật, tuân theo hướng dẫn bên ta đối với người gây mê hồi sức là nghề dạy nghề. Thì chính vì vậy cách đây cái 18 năm rồi mình trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy không có bằng bác sĩ, vẫn gây mê mười mấy ngàn ca không có tại điểm. Nên sử dụng những cái loại thuốc mê này nếu mà tuân thủ theo đúng quy trình checklist kiểm tra thì sẽ ít khi nào có tai biến. Quý vị đồng thấy hiện tại bây giờ trên báo chí đang tai biến rất là nhiều. Bởi vì sao? Không tuân thủ quy định. Và những cái loại thuốc mà gây chết người á, nó lại không phải thuốc mê, mà những loại thuốc khác. Bởi vì thuốc mê này nếu mà cân chỉnh đúng liều lượng thì ít khi nào mình cũng còn. Và những cái loại thuốc mê này người ta sẽ sử dụng trong tất cả các cái phẫu thuật. Chúng ta bị là phẫu thuật. Có trường hợp mà phẫu thuật ta lấy tim ra khỏi lồng ngực không? Có trường hợp mà ta lấy tim ra khỏi lồng ngực không? Có. Thay tim gì đó ta tải cái gì để nuôi não. Cái này không có tạo. Cái này không có tạo. Ví dụ như những cái kỹ thuật mà để mổ thay tim á, thông thường ví dụ như có một hồi trước là cái thời kỳ mà ông biết tim gì ở bên nghe nó mổ đó thì cũng phải thay tim hai tim thì thân nhiệt làm sao thân nhiệt ông hạ xuống hai người thân nhiệt cái hạ xuống hai người bình thường của mình là ông phải cái hạ thân nhiệt xuống hai người để mổ. Thì người ta sẽ hệ sử dụng cái hệ thống tim mạch. Thì sử dụng thuốc mê sẽ làm bệnh nhân không đau đớn khi mổ, không có chống đỡ tự nhiên. Bởi vì khi mà mình cho bệnh nhân uống rượu khi mình mổ bệnh nhân sẽ làm chết đó và giảm cơ và tập hoàn toàn mất ý thức tỉnh táo cảm nhận. Và cái dạng cái mức độ đáp ứng của thuốc mê nó tùy thuộc vào bệnh nhân, có thể tùy thuộc vào chúng mình chuyển động cái độ nhạy của cơ quan thần kinh, độ nhạy của cơ quan thần kinh của mỗi người là khác nhau. Và đôi lúc căng chỉnh liều không đúng sẽ dẫn tới bệnh nhân bị tử vong. Về cái thuốc gây mê bắt đầu an thần, giảm ý thức, giảm tuần hoàn hô hấp, giảm cơ vận động, mất tỉnh táo, vô cảm tạm thời. Chính vì vậy mà có nhiều người ta có cái quan niệm hiện tại bây giờ ta nói là gây mê nhiều lần để mất trí nhớ, có không quan niệm đó có chuyện đó đâu không có chuyện là gây mê nhiều lần mà bị mất trí nhớ, không có chuyện đó đâu. Rồi, thì cái thuốc gây mê có thể gọi cho nên nhanh, nhẹ nhàng và một nhanh để tiêu liều, giảm cơ vận động hoàn toàn, cơ vận động phải giảm hoàn toàn mới có thể hồi phục được. Không có người tiêu hoàn hết, không đổ, không có người phụ, không cháy nổ. Không cháy nổ là bởi vì trước đây người ta sử dụng cái ethe để mà mổ. Nhưng mà bởi vì
cháu nó là nhiều trong điện thoại giờ cái nó không tài nữa là kiểu tương dụng những loại khác. Nhưng mà cái khe thì hai tài cho cái gì? Tập điện liệu chưa? Tập điện liệu chưa? Chưa hả? Mới mà có cô mấy cái e-the, nó cô mấy cái đâu có chưa đẻ được ha. Chứ ai mà cô thì chú ý là cô trong cái mũi hết đừng có dùng cô mày chú ý mũi vô bên thân on mai lên mùi mắt ngửi lo bọt nhiều quá không có nghe ngửi e-the nhiều quá người bị ngàn ngập về là ngủ cứ bị tập xong mà quý vị về ngủ hoài tới 8 giờ sáng 9 giờ sáng sao luôn. Chú ý những loại đó muốn cô thì cô cũng có. Đừng bao giờ cô ngoài mình hết hết ha. Bởi vì bản chất của nó là thuốc mê. Chloroform trước đây cũng sử dụng như thuốc mê. Ethe thì dùng thuốc mê. Melanol là chất tự tập đôi mắt ha. Cái bộ thuốc tiếng mà mình nhiều người ta non quá rất là độc. Chú vị thấy rất là nhiều trường hợp nhiều người uống melanol thì chết. Rồi, thì cái mê mình sẽ có bốn giai đoạn mà độ mê mà giai đoạn một là quên nhận ra giai đoạn hai là mê sẽ kích thích. Cái này giống như là cái quy trình mà uống rượu á, đọc các quy định thực học nghĩa là giai đoạn đầu tiên uống rượu là gì, để làm người ta hưng phấn kích thích hưng phấn. Thứ hai giai đoạn hai là gì, kích thích và ba hoa bốn chuyện. Giai đoạn đó là dễ đánh nhau nhất. Tiếp theo uống rượu nhiều nữa thì đến giai đoạn gì, thúc chế là cây buồn ngủ. Và uống nữa thì sao, tử vong. Khi mê cũng vậy, khi mê cũng vậy là có gây mê giai đoạn một quên giảm ra giai đoạn hai là mê cả một kích thích. Giai đoạn thứ ba là mê cũng một từ bốn giai đoạn, chúng ta tới giai đoạn ba giai đoạn bốn của giai đoạn ba này nó bắt đầu khai đau được thì đó cơ giai đoạn có thể hoàn toàn. Ngoài ra giai đoạn 4 là giai đoạn gần chết, chúng ta không bao giờ gây mê tới giai đoạn này mà chỉ ở cái tới giai đoạn mức độ 3 và 3 của 33 và 34 thôi. Từ phát gây mê đến phát gây mê thở, phát gây mê chính còn phát thở. Thở là sao? Phát gây mê thở là sao? Phương pháp gây mê thở là phương pháp gây mê bằng đường hô hấp. Thì cái hệ thống hiện tại bây giờ chúng ta còn là sử dụng cái hệ thống oxy chúng ta và hệ thống gây mê tâm để chỉnh liền cho bệnh nhân một cái hệ thống đó là hệ thống khép kín với tim để cho những ống thở mổ ngồi xung quanh không có bị ngủ. Nếu mà không kín thì nó thải ra ngoài nữa, cái hệ thống nó sẽ có hệ thống kín và thu hồi lại. Mình sẽ có một pháp gây mê chính, pháp gây mê chính bản chất của nó là gây mê bằng đường tim truyền, gây mê bằng đường tim truyền. Có những cái phẫu thuật nhẹ, nó mà tụi chúng cũng sẽ ngạc thì nó sẽ dùng tim hút chữ mê ngắn hơn 15 cái bạn cũng không thôi. Người ta sẽ dùng pháp kính thở. Kính thở là vừa kết hợp tim, vừa kết hợp với đường hấp. Ghi mê bằng đường hấp, bản chất là gọi là gây mê thở. Và nó nhớ quý một cái chuyện là cái phút mê, cái điều phút mê nó sẽ được một phần trọng lượng rất là nhiều. Bởi vì sao? Một môn mở là một trong những cái môn mà tích lũy phút mê rất nhiều cho những người mặt thì khả năng tỉnh lâu hơn là người gầy. Người gầy thì phải chỉnh liều thuốc mê cho phù hợp. Về cái cách chuyên gia chỉnh liều kinh của chúng ta nói rồi à, mình có cái amphetamine, mình có cái hệ GABA à, các monoamine, các amine độc chất, các serotonin, các dopamine sẽ liên quan tới trầm cảm à, mình sẽ có cái vitamin này mình có cái thuốc điều trầm cảm cơ chế này à. Ngoài ra hiện tại bây giờ ở Bắc Kỳ nó cũng rất là chuộng sử dụng cái vitamin này một cái chất mà gây ngủ à, một chất để gây ngủ mà cái kiên nhẫn đầu mà con. Nhưng mà cái thuốc này sử dụng nếu mà sử dụng quá liều thì sẽ gây ra cái gì gì cơ bản tinh. Và đang sẽ có một số chất kinh doanh của mình cũng khác, người ta cũng vui hay cũng vui dạy rồi ha, một số chất cũng vui dạy rồi. Thì cơ chế đó là thuốc mê. Trước đây người ta có cũng tin biết tôi biết không, là khi mà thuốc mê nó ngấm vào trong não thì nó sẽ làm cho những cái tế bào tôi biết phân tán phân hủy ra. Nhưng mà thuốc này cũ là không chấp nhận được nữa. Chính vì dựa vào cái thuốc này cái phân hủy này bên lên nó nếu có những người đồn đại rằng sử dụng nhiều thuốc mê quá thì có chi nhé, bởi vì nó phân hủy cái tế bào còn không có gì đâu. Thuốc mê nó sẽ ức chế trạng thái kích thích của cơ thể thần kinh trung ương như thể trung tâm áp hoặc là cơ thể, nghĩa là ức chế trạng thái kích thích, ức chế
một số cái thuốc mê mình kích thích cái hình thể chế, nghĩa là hoạt quá cái hình thể ra ba hoặc là hoạt quá cái hình thể mà liên hợp với lại trao động của cái hệ anh chị em. Thế cho nên thuốc này chúng ta lúc chỉ như vậy ức chế hình thể ra ba thuốc ức chế hình thể ra ba kích thích xin lỗi kích thích hình thể chế thuốc gì động kinh chưa bị động kinh cũng theo cái và cái cụ thể ra ba nghĩa là kích thích ra ba tăng cường nhiều cái ra ba lên đầu tiên chữ thuốc mê bằng đường tim như là siêu mê ba hoặc là propofol là thuốc thuốc và gây mê bằng đường chích ra sử dụng rất là rộng rãi và Michael Jackson chết vì cái này Michael Jackson chết vì cái propofol khi cái propofol quá liều cộng với lại cái đường kim dân thì cái thuốc propofol này là thuốc mê như người ta sử dụng cho cái sự định là giảm đau cực mạnh nó sử dụng cho những người mà động kinh không đáp ứng nó sử dụng cho những người ta mà động kinh nhưng mà cái đường propofol này nó an toàn hơn là siêu mê ba bởi vì siêu mê ba nó sẽ không có những điểm là gì nên nó nhóm tập đi quá cho nên sẽ gây ức chế được phần nó sẽ gây ngừng thở và bị tử vong và ngoài ra thuốc mê có thể giảm phóng thích các chất trung gian những điện sinh ở tiền sát và là những thuốc có nghĩa là hiện tại việc cơ chế tác động của thuốc mê cơ chế chi tiết của nó hiện tại bây giờ là chưa rõ có một số thuốc ta giải thích được toàn bộ còn những cái thuốc mà đặc biệt hô hấp hiện tại cơ chế là chưa rõ chỉ biết là giảm phóng thích chất trung gian và tiền sinh nó giảm thế nên thế không do đó cũng chưa rõ được cơ chế tác động rõ ràng chi tiết của các cái loại thuốc mê và hoàn toàn và ngoài ra có cái nhóm thuốc tiền lê bản thân của nhóm thuốc tiền lê này mình có rất nhiều nhóm thuốc tiền lê nghĩa là gì trước khi bị mê trong trường hợp ví dụ như phẫu thuật á phẫu thuật bao giờ người ta cũng có một cái gọi là khám tiền mê nghĩa là trong trường hợp mổ trong quy trình là sẽ có khám tiền mê khi mà bệnh nhân còn tỉnh táo mình sẽ khám tình trạng sức khỏe như thế nào gọi là khám tiền mê thì đây những thuốc là chích trước khi người ta gây mê sẽ giảm tính kích thích khi đó cho bệnh nhân thì mình sẽ có cái nhóm benzodiazepine mình có cái metoclopramide mình có cái nhóm là phenobarbital cái nhóm này hệ tiến giảm rồi mình sẽ có cái allopurinol và chlorpromazepine mình sẽ có cái hirudinol hệ tiến thay đổi tên cái thuốc này và mình có cái atropine là thuốc để giảm tiến giảm tiến triển giảm và ra có các thuốc gây mê mà mình chích thì mình có tạm ta thì trong nhóm này mình có một thứ duy nhất là siêu mê ba mình có thuốc thuốc không có thuốc thuốc tập trung lá mình có thuốc co hay thuốc lá và những chất một viên có ketamin có thuốc siêu ketamin và amphetamin cái ketamin thì ta không dùng mà mình chích được ngoài ra trong khi một cái nhóm giãn cơ thì ra cái nhóm giãn cơ tác động lên thần cơ một khu vực giãn chi tiết rồi tác động lên hai khu vực tiết chế tử cơ hay không tử cơ gì đó không có nói rồi rồi thuốc gây mê đường hô hấp mình có thể chích halothermine có halothermine, etmolanine, etmolanine, etmolanine ngoài ra mình có thuốc chống tóc tiết gọi là cái này nhưng mà hiện tại mình đã rất tài thì cái thuốc tiền mê chúng ta sẽ sử dụng cái trường hợp để làm yên dịu giảm lo lắng của bệnh nhân giúp bệnh nhân không có cơ bệnh có thích bởi vì trước khi mổ đặc biệt là mổ cho tinh trình bệnh nhân sẽ rất là lo lắng và trường hợp mổ bắt thú thì bắt buộc vô nó sẽ không ai gặp hết còn những trường hợp mổ bệnh nhân thì có rất nhiều chuẩn bị là gì có ai đã từng mổ bao giờ mổ không được mổ thì bao giờ một cái chuyện thường xuyên diễn ra là gì xuất ruột một cái chuyện mổ thì cũng phải xuất ruột hết nếu mổ trong chương trình là gì khám tiền mê 4 triệu sau là sao bắt đầu 4 triệu cho thuốc mổ rồi cho đi tả ra buổi tối xuất ruột thế sau xuất ruột lại lần nữa đẩy vô và mổ chờ có lúc chờ tới 1-2 giờ chiều mới mổ thì cái đó người ta sẽ rất lo lắng cho chính vì người ta phải sử dụng những thuốc này để ngừa cái tai biến ngừa giảm dịu và cả dịu và giảm lo lắng của bệnh nhân ngừa cái tai biến thuốc mê như vậy dù ở thuốc hay chất chất của bóng viên qua các cơ thể và nó giúp giảm dịu và tăng của thuốc mê lên để giảm được các dịu và nó hút tiền mê này thì có là cái vitamin có cái glucosa cái tập mình sẽ có cái tamfen mình có cái metoclopramide cái tamfen này là chất của nó là glycerol
mình sẽ có cái Ali Magazine biểu diễn rất là talent, well, biểu diễn rất hot, siêu talent, mình có Pure Magazine và một số biểu diễn để lấy tiền, mình có cái Hero Magazine và một số cái Ali Magazine. Hero Magazine thành viên nhận càng nhận kỹ rồi đúng không? Rồi, phút mê của mình chết thì mình có cái Fluenza. Thì cái nhóm mặt Futurist, cái nhóm mặt Futurist và để điều kiện động sinh thì mình có cái thuốc mặt Futurist và điều kiện động sinh có cái thuốc. Thuốc gì? Thuốc điều kiện động sinh. Có cái nhóm giảm chất của mặt Futurist Pino và Pilan. Trong cái nhóm điều trị thuốc B thì chỉ một thuốc nữa là Pilan sử dụng thôi. Thì đây là cái thuốc mà cái mùi phát hiện trên người ta không còn giúp sinh chỉ sinh ra hoặc sử dụng thuốc ta thôi. Và cái thuốc này người ta có thể định lượng thay bằng Pilan hoặc Pilan chip. Và người ta sẽ sử dụng cái ly đầu tập cái thuốc nhé. Người ta có 5 phút có thể có hoặc cái đầu chip và áp dụng sau khi chích vô người ta sẽ tạo dây sao và ngay cái hoạt động. Và thuốc này là nhóm bằng flash cho nên những người mà hen chỉ bằng cái video không tài. Bởi vì chích thuốc này vô là bệnh nhân sẽ, những người bệnh nhân bằng cái video hoặc là bị hen xỉ, người ta sẽ ngủ và dùng hết chi phục không giờ tỉnh lại do thuốc chế của phòng hấp mà người thở. Trên trẻ em, về mặt trẻ em không có sử dụng nhóm thuốc này. Bởi vì cái tim thần kinh nó không bằng. Và các dụng cụ của nó sẽ ngủ kéo dài, giảm động tim với lại có hát. Có hát là như vậy. Những cái phẫu thuật ngắn thì người ta sử dụng một cái phẫu thuật mà các thứ ba cũng sử dụng này. Etomida thì chúng ta sử dụng giảm chích để đào tạo cho phẫu thuật ngắn nên đau não của chúng tôi, đau não của chúng tôi mà ra để làm gì? Quý vị có nghe một cái khái niệm là điều hòa không? Điều hòa là gì? Điều hòa chính quyền có nghe bây giờ không? Nghĩa là khi mà quy giờ có ai thì đi điều hòa. Điều hòa là cái gì? Có ai bác sĩ đây kìa, điều hòa là gì? Có phải như tôi nói không nha? Cô có phải đúng như tôi nói không? Đi điều hòa có phải là dùng một phương thức chất thông thức nhiệt mạnh ra không? Bạn chắc kìa. Đi điều hòa là dùng một phương thức chất thông. Tôi nó lỏng chất thông cái đầu dò đó để nó hút ra. Và làm điều hòa. Bạn chắc phải vậy không? Phải giống vậy không? Chứ nó là sao? Đi điều hòa là như thế nào? Hai bác sĩ giải thích đi. Hai bác sĩ. Nha sĩ không? Thì đi điều hòa là nha sĩ có biết đi điều hòa là gì không? Tức là khi mà người ta nghi là người ta có thai và trong những tuần đầu của thai nhi thì cái hộp tử nó có ba cái cạn thôi, nó nằm ở trên lớp gọi là tử cung. Thì khi mà điều hòa là người ta nạo cái lớp gọi là tử cung nó đi. Thực tế, mà nạo, nạo đó là chỉ một, dùng một cái kỹ thuật là nạo tắc thai rồi. Còn khi điều hòa bản chất của việc điều hòa, nếu mà điều hòa đúng là sử dụng một cái bơm hút trên không, hút như hộp tử thôi. Nghĩa là dùng một cái đầu giò, nó nhẹ nhàng hơn nạo nhiều. Dùng một cái đầu dò mà dùng bằng cái áp lực chân không để hút cái đó là giống như là gì? Cái hút bụi. Tại cái hút bụi hút ra đó, đó là gọi là điều hòa. Còn khi nóng não của tử cung là sao? Đặt một cái dụng cụ vào, chạy ra, đi mê rồi. Đó dùng một cái dụng cụ như là tưởng tượng như là cái muỗng hút vô cái dừa, nạo trong dừa. Bản chất là vậy. Bản chất là như vậy. Cho nên gì? Dẫn cái hiện tượng là nếu mà nạo nó cũng sao? Lắm. Lắm. Cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Nếu mà không đúng thì mình đúng thì sao? Chứ nạo phá hai lậu là để lại hậu quả như vậy. Bởi vì sao? Đâu có nhìn thấy gì đâu. Đâu có điện buồn hộ trợ đâu. Giống như nạo nhiều, nạo sâu quá, nó khác sâu như lớp trong. Còn nếu mà nạo nhiều thì chỉ lớp ngoài thôi á. Trong trường hợp mà phẫu thuật nông nạo phẫu thuật cung là ta nên sử dụng những cái thuốc kim em này. Tích hợp bản chất, cái đó là giống như đi dạy con khám gì khác.
và phối hợp nó sẽ tăng chất lượng của nước mê từ đường hấp và nó dùng cái thuốc với thuốc tỉ mê để hút cái đạo của mình. Và làm cho có một cái robot là một cái kênh tích hoặc là một cái kênh ngán trên thông thường ta sẽ sử dụng cho các động giảm đau cảm đau mạnh khi mà mạnh và đồng thời sử dụng cho những người bị động kinh mà không đáp ứng với các tình cho nên sử dụng robot. Và trong số trường hợp ta giảm đau thì sử dụng cái tích này ketamin. Ketamin là cái kênh mê của một ngán sản qua và có loại thuốc mê là mình có tích. Và cái thuốc này nó cũng cái thuốc phương pháp được về không giảm giảm tăng tạo của nó và tận hình lượng cái pháp này chúng ta về đây thuốc gây mê được được chích thì thực tế là bị có thuốc ketamin. Thuốc này thì hay dưới một viên giải trí giảm đòi cái gì cái này bắt đầu giảm đau có một viên phô lợn trong 2000 trong lợn heroin đồng như là cái pantamin này người ta sử dụng trong gây mê và giảm đau và người ta giảm đau có bỏ vào đặc biệt người ta sử dụng một công thường ta không có dán dán một miếng là giảm đau được vậy cái 2 giờ sử dụng trong những loại mà chăm sóc giảm nhẹ thì hơi cho độ nó vừa cuối rồi đó nên là phải cái này thì một miếng fluorescent có thể có ai làm ngoài bình thường không fluorescent có thể một miếng fluorescent thì nhưng hiện tại bây giờ là 800.000 một miếng tùy theo đô thì cái lượng 800.000 tính ra trong những trường hợp mà chăm sóc giảm nhẹ thì nó sẽ rất là hiệu quả và rất kinh tế nha. Nên nhắc lại một chuyện nữa là khi áp dụng các cái biện pháp điều trị thì bệnh nhân bài toán kinh tế trong chăm sóc y tế khác với bài toán thông thường bởi vì sao phải tính tới cái hiệu quả của thuốc. Dù trong trường hợp này quý vị sử dụng ketamin thì nhìn cái giá rất là cao nhưng mà xét hiệu quả kinh tế sẽ tốt hơn là gì nè. Nếu mà chích một viên chích một ngày như vậy hay là giảm đau hơn chích ngày hay là một viên không dễ nữa một mũi có thể 50%. Nhưng mà chú kể quý vị phải thuê một cái chuyện đó là quý vị phải thuê thở chích để chích đưa nước thở chích để chích tới chích tính ra chi phí một ngày bao nhiêu chích một lần 150 tính lên 200.000 200.000 chưa kể nhân tiền đầu lớn nhân 3 ngày là 600.000 mua một miếng này dán một miếng vô cái 800.000 cái đầu tiền bệnh bệnh nhân không phải đau đớn thì cái bài toán kinh tế này sẽ kinh tế và trong trường hợp việc sử dụng hai loại kháng sinh đặc biệt là bài toán kháng sinh có thể sử dụng một loại dụ như giữa cái cefalexin và cefalorexin. Cefalexin thì cái thời gian mắc bệnh nó rất là ngắn hơn là cefalorexin một viên là thuốc 1.000 đồng cefalexin một viên thuốc là 1.000 đồng nhưng mà chính vì cefalexin mình phải xài 1.000 ba viên ngay lập tức bị nhiệt 3.000 đồng trong khi cefalorexin bị chỉ dùng 2 viên thì ngay lập tức bị 1.000 chỉ tốn 2.400 đồng cái nào thực tế là cefalexin. Thì cái bài toán kinh tế sẽ có những cách giải khác nhau. Mình phải tính trên toàn bộ cái phác đồ, đừng bao giờ tính trên giá của một bệnh. Cái ông bộ y tế mình sai lầm gì đó. Cứ nghĩ thuốc nào rẻ mà mua, chứ không phải thuốc rẻ không có nghĩa kinh tế. Thuốc rẻ 1.000 nhưng mà phải 3 lần hoặc 4 lần, trong khi thuốc mắc 2.000 mà trình 2 lần. Như vậy, quý vị nên nhớ một cái chuyện là đối với bệnh nhân cái chuyện tuân thủ liều rất quan trọng. Trên số lần dùng thuốc nó rất quan trọng. Một ngày sử dụng thuốc 2 lần người ta sẽ dễ nhớ là một ngày dùng thuốc 4 lần và ở Mỹ người ta nghiên cứu rồi trong trường hợp nếu chỉ định bệnh nhân trong chỉ định 3 lần một ngày ngay lập tức sẽ có tỷ lệ quên thuốc một liều thuốc lên tới 40%. Trên cái chuyện mặt càng ít liều càng tốt. Trên cái bài toán kinh tế trong ví dụ nó sẽ mang ý nghĩa khác.